Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là có tên là Shipcoin Europe. Để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đã start Shipcoin nha các bạn. Rồi, các bạn bấm số này Europe các bạn. Rồi các bạn click captcha nè các bạn. Captcha này mình rất là ghét luôn các bạn. Rồi các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Vui lòng nhập hình ảnh của chứa một chiến tàu sang ga còn đỡ chiến tàu nữa các bạn. Này phun bạn chắc sai rồi, quá trời nhiều chiến tàu. Đây các bạn chọn hình ảnh xong thì bấm vào submit nha các bạn. Rồi các bạn có đáp lại bấm cho này đáp nè. Rồi cấp tra sai nữa, đây mình đưa cấp tra lại các bạn. Rồi bấm submit lại nè. Rồi bấm số này rớt nè. Tại sao kỹ ta. Rồi submit cái này nó không được thì bỏ luôn, xóa khỏi làm video luôn. Tại quên bấm nút chat các bạn ơi. Rồi bấm submit nè, cái này không được nữa thì nghỉ luôn nữa các bạn, nghỉ thiệt đó. Rồi bấm nút chat nè. Rồi ok gì xong. Rồi mình sẽ nhận được 500.000 token có ký hiệu là hit nè bạn, khoảng 25 đô rồi bạn. Các bạn xoay lên group nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục bạn xoay tiếp kênh seller nè. Chẳng may nó không nói luôn ta. Rồi các bạn xoay tiếp nha bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục trên Twitter bạn follow và Twitter tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Trên Twitter thì bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn cho tôi quýt nè. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. Rồi, các bạn bắt up lên các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn điền là username Telegram của bạn đã xôn xào hay góp nè. Rồi, tiếp tục các bạn gửi đường link profile tại Twitter mình nè các bạn. Chỉ tại Twitter nhắm 3 cánh cùng, nhắm cho 1 user, nhắm 3 cánh cùng, nhắm vào chia sẻ. Mình sẽ chép liên kết là cho bot nè. Rồi tiếp tục con gala từ clean reweet nè. Các bạn nhấp cho 3 gần cùng, nhấp cho 1 hồ sơ nè. Các bạn nhấp cho 3 gần cùng, các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn gala cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn đi địa chỉ với BNB sở margin bet 20 trên với chocolate cho mình nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ của mình nè. Bạn dán vào gửi cho bot nè. Rồi, tiếp tục cũng bấm balance để check cầm kiếm được nữa các bạn. Ok, mình đã nhận được 50 triệu token hit nè. Vậy video này em kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.